Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái game là The Escape Speed. Ok, đây, mình hôm nay mình chơi được cái ngày thứ 6 rồi. Hôm nay mình sẽ đứng dậy coi, mày ngủ dữ rồi ba. Ồ, có hàng quá trời. Giờ mình phải kiếm nhiều cái gỗ lắm. Cái này cũng được nè. Thôi, không cần. Rồi, bán gì đâu con? À, có cái này ngon nè. Ủa, để mình làm cái xẻng, mình đào đường ra ngoài. Cái này là cần rồi mà, phải có cái xẻng mới được. Khí ngon rồi, bữa nay đi học mới được. Gì đây? Đây có nhiệm vụ, full nhiệm vụ rồi. Let's spin pill. Con này đi. Stool space, exercise. Ok, hôm nay mình đọc lại nhiệm vụ. Hôm nay chơi lâu quá quên luôn. Oh, no. Đánh nhau mà có cho có 14 đô, đánh làm gì đúng không? Breakfast. Nè, thôi, cầm, không được. Phải giấu ở trong đây. Cầm vô trong kia là xỉu ngay á. Mình chắc cũng phải làm thêm một cái ống thông gió mới. Cái quỷ ống thông gió nó không biết nó hư chừng nào. Tới đồ hồi nó hư là sửa không kịp là xỉu luôn. Là bị mấy công an nó bắt liền. Đúng cổ. Nhiệm vụ à? Không có nhiệm vụ gì hết nè. Đây. Rồi, listen view. Cái đó khó kiếm. Không biết à, cứ mà vậy thì khoảng mình làm được cái xẻng nữa rồi. Cái kéo thì chắc là ngon rồi, không cần phải lo. Rồi, mình không có công việc. Mình lại đi lục đồ vậy. Thôi đứng đây có camera nó bắt mình. Cái màn này thì công an nó đi đảo ghê. Công an nó nhiều, 10 thằng công an. Sorry. Má mỗi lần vậy là cứ lên 19 cái này. Toàn đồ ngon không? Đây. Cái này ngon nè. Cái này là mình cần phải làm nè. Mình phải có cái Sismeto đó là cái nãy mình mới mua. Cần làm cái xẻng. Slice to space. To space. Space for Ricky. Ricky đâu? Mày. Thôi cái này không cần, có hết tiền. Mikrik Nicky. Cú lộn. Nicky đâu? Đây Ricky nè. Đây, ở đây. Ok, chỉnh đồ. Ôi, không có gì hết. Lộn đồ nữa. Cái đẹp. Cái đẹp. Than em ơi, chết mày. Lạng. Trời, ngày nào mình cũng bị vậy, rất xỉu quá. À đi anh ơi, tha đi. Thua. Chạy. Cặp sách đi. Sách thì giọng của con em. Trốn. Mình có cái cục gỗ nè. Mình đi ngang cái đó, quên. Quên mất là nó có, phải có. Nó có máy kiểm tra làm mém chết luôn. Một giờ là bắt đi kiểm tra trưa rồi. À, rồi 80 chắc nó hết dí rồi.
À đúng với nhau trong kìa. Cái đẹp không vô đó được. Shit. Không có gì hết thanh niên. Thế ra tôi đi vô tôi lấy cái cục kia coi. Chơi được hai miếng này ngon quá. Yeah, nữa. Sao nó dí mình hoài trời. Thôi anh ơi. Trốn luôn. Gì đây? Listen to me why. Xong một block mình sẽ về phòng cất cái này vô chắc ăn ba cái đó là nâng cấp dữ lắm á, nâng cấp lên cấp 2, cấp 3 luôn á. À, mình sẽ cất cái này vô đây, ok sẵn tiện ghé qua luôn. Ok đẹp. Nó hư luôn cái kia rồi. Lẹ lẹ lẹ. Băng giấy đâu? Cuộn giấy đâu? Trời ơi. Má. Cái đó hư lẹ vậy trời. Cuộn giấy hai cuộn rồi ok. Đồ hết trên đó luôn. Má giật cơ mình. Cái đó màu hư quá là ơi. Thằng nào nãy mới bán hai cái kia rồi. Fire Metal Fire 65 không có đủ tiền chịu thôi. Cái này cũng được. Mình cứ mua mấy cái này đi. Venus Mill giờ cắt đầu. Trời ơi, chắc mình phải mua thêm một số cái nữa chứ không mà không có đủ. Cái đẹp hết tiền. Không có gì hết. Playing card. Maybe để đi. Next evening. Oh no. Rap lifestyle from church. Bỏ mấy cái đó đi. My beat up my. Bỏ luôn. Cái nhiệm vụ là không được, bỏ đi. Book. Còn look out book. Stuart playing card để đi. Trời ơi, ăn đi rồi nhanh lên cho tao ra bên kia, nhanh lên. Có thằng nào nãy bán hay mấy cái đầu làm mà. Let's win bill. Exercise này có chuyện để làm đâu. Exercise for exact 25 đô. Thằng nào? Thằng Namika đâu? Đây đây đây.
mày sao chạy lại tao? Yeah. Trời, không có gì hết, nghỉ đi. Sâu vào vlog đi tắm. Ôi, vô quýnh là có 25 đô liền. Phim vụ khác, vụ là đây là gì? Nét sâu rồi. Sâu vào vlog kìa. Được, sâu vào Mika rồi. Đập luôn chứ mình ngán gì nữa. Rồi, thằng Mika rồi, đây đây. Chết mẹ, quýt lộn thằng nè. Shit. Ôi da. Thôi anh ơi, tha đi anh ơi. Đi đọc sách rồi, dạ. Dập diện. À. Dập diện tối ngày. Mình tập cái này cho nhanh nhanh lên, mình chạy nó mới mạnh. Playing card. Gì kỳ nhấp vô nó không được cái vụ ta. Rồi đấm bốc. Đấm bốc mắc kia. Mấy thằng này nó đi nó được nghỉ mà nó không biết làm gì, cái ra vô vậy thằng gì. Rồi qua tập tạ tập tạ cho máu nó nhiều lên. Đi ra đi vô vậy. Rồi. Đi tắm cho nó thoải mái. Thôi thằng nào cũng vô thì cái đó thì dài. Nó đi qua mấy chỗ này lúc nào cũng có cái kiểm, bắt đầu nó khó hơn rồi. Mấy cái màn sau là bạn đi bất cứ ở đâu nó cũng có cái này đó, thì vậy cất giấu đồ rất là khó. Bữa nay mình sẽ lên kia đào cắt chứ cắt. Năm mươi strength yếu quá. Trời, đâu? Đặt cảnh sát rồi, không ưa rồi. Vụ gì đây? Morning record. Được luôn. Vụ gì chứ mấy cái vụ đó là làm ngay. Lấy cái kéo
Kéo được còn 28% mà. Sẽ cắt cái đây. Rồi 20, mỗi lần tốn 8% hả trời. Cái nữa. Rồi ok, lũ này này đập lại thành cái kéo cấp 2. Tuyệt. Cắt. Đó không, mình cứ vậy thôi, giờ mình sẽ mở đi tìm cái chỗ khác. Cái cấp 2 cắt mỗi lần mất bao nhiêu mà? Mất 32, mất 16%. Chắc cái này là bể luôn, đúng rồi. Thôi. Nó làm quá trời cái này luôn, mà không đi đâu được. Thôi. Đi lên đây nè. Cắt luôn. Phải coi cái canh chừng bể cái này là mệt lắm. Cái đó ra. Đây. Đây còn 45%. Nó có cái gì kìa? Có than đi đâu. Không. Đây nó không có cái gì để lấy, nó không có cái hộp nữa đó. Đây mình có thể cắt ra thông ra ở ngoài nè. Cái chỗ mà Moninroco. Thôi mình vậy thôi. Rồi lỡ còn 1% cắt luôn cái này. Thôi còn 1% để đó đi. Giờ không biết sao ta. Cái khúc gỗ. Cái này. Khoan. Nếu mà lấy khúc gỗ cái này giờ mình sẽ nâng cấp được cái kéo một lần nữa đúng không? Đúng rồi, lấy khúc gỗ cái này. Đó, ráp lại cái này. Cái miếng sắt. Ok. Ủa sao ta? Ồ, nó muốn thành cái xẻng thì phải có băng keo nữa hả? Lắm có băng keo nữa. Đó, được cái xẻng. Cái xẻng này mới có level 1 thôi. Cái xẻng này còn yếu lắm, không biết đào được không nữa. Cái này là cái dây để mình leo xuống á. Cái dây kiểu như nếu bạn muốn leo xuống ngay nãy leo lên trên đó phải không, mà muốn leo xuống thì phải có cái đỏ đỏ này đó. Rồi thôi dục cái miếng này trên đây luôn. Giờ thì ra sợ nè, cái này là kìm này cắt được cái hàng rào nè, mình sợ cái này nó đào không được, đào nó hư sao, mình phải đào nhiều nó hư sao, rồi phải lỡ mà gặp đá là sủi xỉu luôn. Thôi xuống bao nhiêu trăm mà ta, ngủ thôi. Ngày sau, ngày tiếp theo mới là quan trọng. Rồi. Fuck. À, đây. Ok. Tiếp theo là gì? Knock him down, không được. Need last line. Hình như nãy mình thấy có nào cầm cái này được. Rồi, Mika rồi. Mày lại đây ra tao đập mày cái mặt mày nữa nè. Chạy. Rồi. Thằng này. Tè tè tè. Đó nó quấn anh. Chạy trời, giờ anh chạy hết á. Anh chạy nhanh lắm rồi, giờ tao mày nghĩ rồi mày chạy được không? Rồi. Rồi. Thì này sao tao mày làm gì được tao? Chạy nè, đó chạy luôn nè, chạy mất tiêu luôn. Ơ, hay đặt dí tao mày. Giờ cắt cái này vô đây nè đó. Rồi, chạy là đi ăn sáng. No, no. Cái đệt mẹ tụi bay. Lại cho nhập viện hoài chứ.
What the fuck? Ok, anh cùng lắm mình chết, mình làm chuyện thôi, mình đâu có mất gì đâu, đúng không? Cái đầu mình lo. Nhiệm vụ gì? Nó tìm ba cái pháp vận nữa. Mình không có công việc rồi, tiếp tục đi lục lọi. Hey. Mika. Đi khan nữa mình quýnh nó hoài luôn. Ngày nào mình quýnh. Ây. Mình lại đây. Chơi mình luôn. Ơi. Khỏe vậy. Thôi tha anh ơi, tha đi. Giỡn nha bạn ơi. Đâu phải tao muốn quýnh mày đâu. Đó thằng này. Dai thì kìa. Rồi bỏ rồi. Trâu à, cái này là cái sẻn nè. Ok. Tuyệt vời. Nó dí mình đó. Thằng đó, bây giờ nó me me, nó dí mình hoài luôn. Cái trâu à này cũng được à, có lý á. Thì tôi chủ yếu là mấy cái đó là để đào thôi, để nó có làm gì được. Mình sẽ đi lục. Lục nhà mấy này mới được. Không có. Trower đó thì mình không biết cái đó là nó có lấy ở đâu hoặc nó làm gì mà ra cái đó luôn. Không biết luôn. Thua. Bán gì mẹ ơi? Bán gì? Không bán gì hết à. Cái gì đây? Like, có thằng là có không? Có lát like sao có tiền nữa. Thấy à? Plastic bomb. Gỗ, cái này cần. Cái này là cần dữ lắm à. Hơi có gỗ, gỗ mới chế ra được. Gỗ, keo. Giờ sao ta? Ủa, gỗ rồi để đào cái đập đá thôi. Giờ mình có nên mua cái này không? Mua cái này chứ không cần mua gỗ đâu ha. Silver. Cái này Slide là thằng nào cần. Mai Lion Cup. Mai rồi. Ricky Mika. Raphael. Ủa Mai đâu? Mấy giờ này giờ làm, đang làm à? Mai đâu rồi? Mai đâu rồi? Còn một tấm ở trên đó nữa. Mua đi tính. Nè ở đây là gặp Mai thôi gì đúng không? Không lẽ nó không trốn, nó không đi điểm danh. Mai. Sang. Đây Mai. Cái mày. Yeah, 20 đô. Quá hay luôn rồi. Cái đẹp. Bắt đầu nó. Yes. I never play back. Ok. Đây. Rồi. Exercise không? Đi tìm cuốn sách cho thằng kia. Thằng nào bán đồ đâu? Không có gì hết. Cất mấy cái này vô, cái này thì mình cất vô đây được, tại vì nó không có phi pháp, cái đó là nó vô cùng bình thường. Cái này vậy, rồi. Nên thấy có cái kẹo trên gờm, Patula,
la lấy luôn mấy cái đồ phi pháp luôn chứa hết á. Không biết cái đó để đào được không. Fuck kỳ ta. Ôi ngon quá tuyệt quá trời. Mấy này hay quá đó bạn. Nói chung mình đến đây mình chịu khó đi tìm nó cũng nhiều đồ ngon lắm chứ không phải cần phải mua à, đồ ngon không. Gì đây con rồi. Yeah. Thích quá. Mỗi lần tìm thấy cái gì đây. Gì đây. Penarium Parade. Không biết luôn, khỏi luôn đi. Penarium Parade. Pepper Clip. Bây giờ không thấy con nào cuốn sách ta. Giờ thì rảnh mà giờ mình không có làm gì mình đi kiếm. Trời ơi. Có nào có đồ ngon nữa không? Khai đi nha, tao là tao lục hết á. Nãy có thằng nào tìm cái watch, cái đồng hồ mà giờ này hết tìm rồi. Nó hết rồi. Thôi tao đi lục hết nhà tao bay luôn rồi, khổ mày. Nhấp vô không được chứ. Evening meal. Thôi evening meal vậy nha, cất cái này. Chứ không mà đổ. Ông đổ nợ. Mình hôm nay mình nhiều đồ cắm dữ lắm luôn. Mà đánh nhau rồi anh ơi. Đánh nhau rồi anh. Magazine. Hai cái bình ung thư. Không biết đi làm gì luôn. Đó nhiều rồi, cái đó đủ rồi. Thôi. Sao nhấp nó không được chuông chuông đó. Okay. Exercise pedal. Exercise 25 đô. 24 đô rồi. Lại win Mika thôi. Mika rồi. Mika. Mika 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 Mika. Đây. Cái đệt nhập gì. Mỗi lần nhập viện rồi mình mất cái vũ khí quỷ. Không thấy không vui. Ơi. Ơi. Get dead. Ôi. Giờ trong đây nổi loạn luôn. Nổi loạn theo mình luôn. Yeah. Cái gì ta? Sau vlog mà. Đây nè. Sao lần này rồi không đâu. Thả. Twitch. Twitch. Rồi, thằng Omega nó đỏ luôn rồi. Giờ nó hận mình lắm luôn rồi. Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Đây. Có tiền. Có tiền là có tất cả. Battery. Mình nãy mới thấy cái tổng hợp kia nó có cái cục pin free time giờ là giờ lục loại. Có cái này, có cái này. Cái này nè, đó, như cái này mình có thể làm thành một cái sản bự. Cái sản bự hơn, level 2.
mình cần một cái cụm keo nữa, hy vọng là có một cụm keo nữa. Như thằng này nè, là có cái cục pin nè, này thấy không, nhớ hết á, anh nhớ hết nè. Ok rồi, thằng nào tìm cục pin? Julian. William, Chris, Julian, ơi, đây nè, yeah, có tiền, hey, vô với bạn, lấy được đó, sao, lúc có tiền cái đó là có vấn đề gì, đây, này ngon, rồi chắc ăn thôi, mình cứ thủ chắc thôi, không có băng keo bán tao mấy cái đó cũng như không. Ơi có ơi, nó vừa nó dậy luôn á, nhỏ quá. Thằng công an nó không thấy, mù. Ơi trời ma, mới mua xong thằng khốn này. Ma mới mua xong làm. Rồi đây có pin. Phòng cất đồ, đi tỉa của người ta rồi giờ phải cất vô như thế nào vậy? Quá trời đồ luôn. Quá trời luôn. Cái lượt còn ba cái quỷ này dục quá đi. Đây nè, không dục vô đó, dục ở đó. Trong phòng tôi là cũng phải là của tôi, đụng vô là đập bên anh liền. Rồi thằng xỉu, mang để con mang đi rồi tỉa. tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá trời luôn. Rồi hình như evening retail sắp tới giờ ăn. Lên đây, bỏ mấy cái này lên đây luôn. Còn nữa, còn nhiều đồ lắm. Đây, còn hai cúc này nữa. Nên lúc cô something like that. Ok, oh shit, mình sẽ sell lại, chắc là ngày mai mình có thể vượt ngục à. Ngày mai. Cuối cùng mình cũng ra đủ đồ vật để vượt ngục. Timber để làm cái sẻn hả ta, không có băng keo, mấy thằng này nó không có băng keo vậy sao. Đây nè, có cái răng đeo à, mua đi tính, bạn cứ mua đi rồi tính, mua không có lỗ vậy đó. Băng keo là cái đồ quý, lúc nào bạn cũng cần cái băng keo á. À đây một cái robot rồi, mắc quá vậy, thằng nào bán mẹ mày bán mắc vậy hả. Trời ơi, nhiệm vụ gì đâu không. Ok, sẽ chờ layout để mình lên đó mình chế đồ. Sẽ có rất là nhiều cái này. Rồi mình sẽ chế ra một cái sẻng cấp 2, hy vọng đủ. Batula để nó luôn. Lấy cái này vô, lấy cái này với cái miếng sắt đúng không ta? Đây. Đó. Ê, không phải. Đây, cấp 2. Giật đây. Cái này. Lighter Tower.
40% rồi. Cấp 3, ok. Rồi cấp 3 rồi, giờ mình không cần cái đó. Lấy cái này. Đập lại thành cái này. Ok. Dùng ở đây. Rồi, hy vọng là ngày mai mình sẽ tìm được một con keo nữa, mình đẩy cái này lên cấp 3 luôn. Rồi, xuống thôi. Hôm nay mình sẽ đi ngủ, mình không dự cục đâu. Rồi. Ok. Ok, thôi ngủ. Yeah. Cũng xin chào các bạn, mình xin kết thúc video này đây. Hẹn các bạn gặp lại sau. Chắc chắn cái tập sau mình sẽ vượt lên khỏi cái vực này. Cảm ơn các bạn.